chỉ hai đi chạy hội. Trên xóm dưới xôn xao một ngày xuân, chúng đã rung bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi. Câu hát xưa gọi xuân tình, tiếng trầu đượm duyên ai. Kìa là anh hai đi chạy hội, kìa là chị ba đi chạy hồi, đắp bao hồng dài lụa mềm yếm tha, mang về hồi xuân. Nét dịu dàng chỉ ba duyên dáng, cho lòng ai thương nhớ quen trong một khắc, nghĩa nề dài trăm năm. Má đồng tiền tùm tìm, mắt bồ câu long lanh. Là chị hai đi chạy hội, kia là anh ba đi chạy hội. Từng bừng làng trên xóm dưới xôn xao một ngày xuân, chúng đã rung bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi. Câu hát xưa gọi xuân tình, tiếng trầu đượm duyên ai. Chị ba đi chạy hội, đắp bao hồng dài lụa mềm yếm tha, mang về hồi xuân. Nét dịu dàng chị ba duyên dáng, cho lòng ai thương nhớ thầm, tình quen trong một khắc, nghĩa nề dài trăm năm. Tình quen trong một khắc, nghĩa nề lất phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai nở muộn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắng xăng mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng mở hồi, mời anh trời hồi làng em. Làng em bên con sông cầu lơ thơ nước chảy, vành nón mái đình nghiêng theo. Anh hai bước xuống thuyền rồng, ca câu quan họ rằng người ngoan ơi, ca câu quan họ trọn tình thương ai. Lất phất vẫn hạt mưa xuân, chị hai hát câu dã bàn, buồn trong câu hát người đi. Lắng mưa bay, em mong hồi xuân năm tới. Anh xin được gọi là hội làng ta.
lất phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai nở muộn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắng sắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng mở hồi, mời anh trời hồi làng em. Làng em bên con sông cầu lơ thơ nước chảy, làng em tháng riêng đến hội gái trai nôn nức ước hẹn tìm duyên. Chị hai xin chị đứng bên đình nghiêng nghiêng vành nón mái đình. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, lễ hội truyền thống là hình thức hoạt động văn hóa đời sống tâm linh của người dân được duy trì và phát huy qua tiến trình lịch sử. Người Việt Nam từ hàng ngàn đời đã có truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lễ hội là hoạt động tôn vinh truyền thống tốt đẹp ấy của cộng đồng, tôn thờ các nhân vật linh thiêng còn được gọi là các vị thần, những người có thực trong lịch sử dân tộc hay truyền thống. Hình tượng những vị thần đã hội tụ các đức tính tốt đẹp của con người, đó là những người đánh đuổi giặc ngoại xâm, những người khai phá vùng đất mới, tạo công ăn việc làm, những người đương đầu với thiên tai, diệt thú dữ, những người trị bệnh cứu người, các nhân vật thần thoại đã dẫn dắt cuộc sống nhân gian, dạy con người hướng thiện, gìn giữ cuộc sống bình yên. Lễ hội là dịp tôn vinh và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của những vị thần với cộng đồng dân tộc. Lễ hội là dịp con người được trở về quê hương, nguồn cội thiên nhiên hay nguồn cội dân tộc luôn có giá trị trường tồn trong tâm thức của người dân. Lễ hội thể hiện sức mạnh cộng đồng, làng xóm, địa phương hay cao hơn là quốc gia, dân tộc. Họ thờ chung vị thần và có cùng mục đích đoàn kết để vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội cũng là nơi gặp gỡ và thưởng thức các giá trị văn hóa, vật chất, tinh thần của mọi cộng đồng dân cư, là nơi đào tạo và chuyển giao cho những chủ nhân tương lai phải biết giữ gìn, kế thừa và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc theo một cách riêng biệt, kết hợp với yếu tố tâm linh và những trò chơi trí tài, văn nghệ. Lễ hội là dịp con người được giải tỏa, giải bày buồn phiền, âu lo với thần linh và mong được thần giúp đỡ, che chở, vượt qua khó khăn để đến ngày mai tốt đẹp hơn. Thời gian qua, chúng ta vui mừng thấy rằng cộng đồng dân cư thôn 1 Ngô Khê đã có nhiều chuyển biến, kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong thôn có nhiều cải thiện. Các hoạt động văn hóa tín ngưỡng cũng phát triển, đã tạo sự gắn kết cộng đồng của bà con nhân dân trong thôn. Thôn 1 Ngô Khê có cụm di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, đền ông, đền bà, đền mẫu được nhân dân xây dựng cách đây gần hơn 2.000 năm. Thờ Đại học Chí Sĩ Đại Vương, Nga Nương Công Chúa, Hồng Nương Công Chúa từng chiêu mộ đội quân hơn 6.000 người gia nhập Nghĩa quân Hai Bà Trưng, lập nhiều công lớn góp phần đánh đuổi quân Nam Hán xâm lược. Quy mô cụm di tích là sự kết hợp hài hòa giữa hình khối kiến trúc không gian, cảnh quan thiên nhiên với những nét độc đáo, tinh tế của ngôi đền cổ. Cụm di tích đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh ngày 26 tháng 12 năm 2011. Trải qua nhiều biến cố lịch sử và điều kiện tự nhiên tác động, nhiều phần kiến trúc hiện vật của di tích bị phá hủy, thất lạc, xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2017, chính quyền địa phương và nhân dân đã hoàn thành tôn tạo công trình đền ông và gần đây là đền bà được trùng tu năm 2021. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân,
về dự. Và chúng ta rất vinh dự và tự hào nhân dân thôn 1 Ngô Khuê vừa qua với tấm lòng hảo tâm công đức của mình, đại diện cho làng bà Phạm Thị Nga đã chuộc sắc phong của bà Đức Thánh Hai Hồng Vân Công Chúa về cho làng. Hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2023, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Nghĩa, cán bộ và nhân dân thôn 1 Ngô Khê long trọng tổ chức lễ hội truyền thống mừng thắng trận của Đức Thánh Ông và nhì vị Đức Thánh Bà. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía địa phương có đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã về dự. Các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, các ông bà bí thư, trưởng thôn, trưởng các ban ngành, trưởng công tác mặt trận của các thôn đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu các tập thể cá nhân, tôi xin trân trọng giới thiệu. Về đại biểu các tập thể cá nhân trong một ngày xã về, tôi xin trân trọng giới thiệu và giới thiệu câu lạc bộ Ngọc Mây vào dân hương. Đoàn của cô đồng Bùi Thị Thoi, huyện Thanh Liêm vào dân hương. Xin trân trọng kính mời. Khê, câu lạc bộ thôn 3 Ngô Khê, câu lạc bộ Đội Tam, đội chèo thuyền Đình Bàn Nghề, cùng các nhà hảo tâm và các đại biểu là người con quê Bình Nghĩa hiện đang công tác ở miền quê, các miền quê cũng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía thôn 1, xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thắm, bí thư chi bộ của thôn, ông Ngô Văn Hồng, trưởng thôn. Về chính quyền thôn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Trung, ông Nguyễn Xuân Sáng, bà Phạm Thị Nga, ông Lê Văn Công Kiên, ông Hoàng Văn Thảo, ông Phạm Đức Minh, bà Nguyễn Thị Hằng, cùng các ông bà trong ban kiên thiết, các ông bà đại diện các chi hội đoàn thể trong thôn, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị trong thôn đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin giới thiệu về chương trình làm việc như sau. Thứ nhất là văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thôn phát biểu khai mạc, đại diện ban khánh tiết phát biểu, các đại biểu tặng hoa, đại diện hộ dân phát biểu cảm tưởng và ban tổ chức cảm ơn. Để lễ hội bắt đầu, đề nghị nhà đền nổi một hồi chuông. Đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bình Nghĩa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Nghĩa vào dâng hương lễ thánh, xin trân trọng kính mời. Tất cả các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân đứng lên nghiêm trang để diện kiến sắc phong. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho chính quyền địa phương cũng như là quý khách thập phương, thì cũng là một cái nhân duyên lành trong năm 2023. Thì vừa rồi ngày mùa 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 thì nhân dân trong làng cũng tổ chức tiếp nhận hai đạo sắc phong của Đức Thánh Ông. Thì cũng sau đó một thời gian thì nhân duyên làng tiếp tục chuộc được một đạo sắc phong của Đức Thánh Bà, là bà hai của ông, là bà Hồng Vân Công Chúa. Thì cũng xin giới thiệu với lại chính quyền địa phương cũng như là toàn thể nhân dân nội dung của sắc phong, nguyên văn bản sắc phong là như sau. Sắc Hà Nam tỉnh, Bình Lục huyện, Ngô Khê xã, sanh thôn Tổng Tiền Phụng Sự, nguyên tặng Trinh Nguyễn, Dực Bảo Trung Hưng, Hồng Vân Hùng Mang Phi Phương Công Chúa.
hộ tôn thần, hộ quốc tỷ dân, niệm chư linh ứng tiết mông, ban cấp sắc phong, chuẩn hứa phụng sự, trẫm chính trực, trẫm tứ tuần đại khánh, tiết kinh ban bảo chiêu đàm, ân lễ long đăng trật, gia tặng trai tĩnh trung đẳng thần, đặc chuẩn phụng sự dụng trí quốc khánh nhi thân tư điểm. Ý nghĩa của đạo sắc phong là sắc ban cho làng Xanh, xã Ngô Khê, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam từng thờ cúng bà được nguyên tờ cúng, được tặng danh hiệu là Trinh Nguyễn Dực Bảo Trung Hưng Hồng Vân Hùng Mang Phi Phương Công Chúa Tôn Thần, đã thật là linh ứng nhiều lần hộ quốc che chở cho dân. Nay nhân dịp vua Khải Định tứ tuần thì có mừng tiệc mừng vui, long đăng trật ứng, gia tặng sắc phong và ban thêm mỹ tự là trai tĩnh trung đẳng thần và đặc chuẩn cho nhân dân của thôn làng xã ấy được phụng thờ. Bản sắc phong này được ban về triều vua Khải Định thứ 9 tháng 7 ngày 25 năm 1924 ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, chúng ta vừa mới được nghe ông Lê Công Kiên, đại diện nhà đền và ban khánh thiết đấy, trình bày sắc phong trước quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân. Xin kính mời các vị đại biểu và toàn thể nhân dân ngồi xuống. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đội trống đội tam lên nổi một hồi trống để chào mừng. Xin trân trọng kính mời.
Chương trình chào mừng lễ hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Ngọc Mây trình bày với bài Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn câu lạc bộ Ngọc Mây. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thị Thắm, Bí thư chi bộ thôn lên phát biểu khai mạc lễ hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các Phật tử thập phương, thưa toàn thể nhân dân, hòa chung với không khí cả nước chuẩn bị chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cán bộ và nhân dân xã Bình Nghĩa đang quyết tâm phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã nhà.
Hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2023, tức ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, Ban Khánh Thiết cùng cán bộ nhân dân làng Xanh, nay là thôn 1 Ngô Khê, long trọng tổ chức lễ hội truyền thống chào mừng ngày Đức Thánh Ông và nhị vị Đức Thánh Bà thắng trận trở về làng Xanh, nay là thôn 1 Ngô Khê. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho Ban Khánh Thiết cùng cán bộ nhân dân kính chúc các quý vị đại biểu cùng cán bộ nhân dân, các Phật tử thập phương mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố lễ hội truyền thống đền Đức Thánh Ông, nhị vị Đức Thánh Bà thắng trận trở về làng Xanh, thôn 1 Ngô Khê chính thức khai mạc. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn bà, chúc bà và gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Xuân Sáng, đại diện Ban Khánh Thiết lên ôn lại lịch sử cụm di tích đền ông, đền bà. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các ông, các bà, kính thưa toàn thể các đồng chí đại diện cho các cơ quan đảng, ban ngành trong xã, kính thưa toàn bộ các câu lạc bộ, các Phật tử gần xa đã về ủng hộ ngày hội mừng trận, tức là Đức Thánh Ông và Đức Bà thắng trận trở về. Nó cũng ví như là ngày 30 tháng 4 của chúng ta thời đại bây giờ, thời đại Hồ Chí Minh. Thì tôi thì cũng là đại diện cho ban Khánh Thiết. Nói chung là mắt thì kém, tuổi thì cao, sức thì yếu. Nhưng mà theo cái yêu cầu thì coi như là tôi cũng lên sơ lược cái tiểu sự cũng như là cái thành tích của ba vị Đức Thánh. Tức là một Đức Thánh Ông và nhị vị cô nương Đức Thánh Bà. Tức là nhân tài của đất làng Xanh Ngô Khê chúng ta. Thì bây giờ tôi cũng xin lược qua cái bản dịch của những vị tiền bối đã truyền lại cho chúng ta ngày nay, thì tôi cũng đọc lại thôi. Thì cũng mong mong là Đức Thánh coi như là nhị vị Đức Thánh Bà coi như là phù hộ cho tôi đọc nó được lưu loát tí, coi như là chứ nó mà cắt đi thì nó cũng không phạm quý, mà đọc đầy đủ thì nó hơi dài. Thì cũng rất là mong các quý vị thông cảm và lắng nghe để sau này là coi như là truyền đạt lại cho con cháu để phát huy cái năng lực của thần thánh của quê hương. Bây giờ tôi xin trân trọng được đọc ạ. Sự tích đại vương và hai vị công chúa là công thần của Trưng Vương do bộ lễ triều đình biên soạn. Chi khôn bộ thứ 7 hàng trung đảng thần. Sự tích nước Việt Nam ta đã tạo dựng phân chia núi sông theo hướng sao dực chẳng. Đất Bắc nước Trung Hoa phân chia theo hướng sao đầu ngưu. Thời nhà Hùng tương truyền có 18 đời, hơn 2.000 năm thịnh trị, cha truyền con nối kế nghiệp thống lĩnh đất nước, xưng danh hiệu là Hùng Vương, được coi là tổ tiên của tộc Bách Việt. Lại nói rằng là truyền đến vua Hùng Duệ Vương thì không có người nối dõi, vua phải nhường ngôi cho Thục Phán An Dương Vương. An Dương Vương trị vì đất nước được 50 năm thì có Triệu Đà là người huyện Chân Định giấy binh xâm chiếm. Triệu Đà thành công lấy được quyền hành, cha con nối ngôi trị vì trải qua 5 đời làm vua. Lúc đó nước ta thuộc Đông Hán, vua Hán Quang Vũ đế phong Tô Định làm thái thú cai quản nước ta. Tô Định là một kẻ tham lam tàn bạo, ức hiếp nhân dân. Lúc ấy có cháu ngoại vua Hùng tên là Trưng Chắc, cùng em gái là Trưng Nhị là bậc nữ trung hào kiệt, cùng nhau giới binh đánh giặc Tô. Bây giờ ở đạo Kinh Bắc, quận Vũ Ninh, động Việt tỉnh, có một người trai tinh thông văn chương, lại hiếu thuận thảo hiền. Chàng tên là Dương Bảo, lấy vợ là bà Hà Thị Cầu, vốn là gia đình giàu có, hào cường, nhưng tấm lòng thì vô cùng nhân hậu. Bỏ ác làm lành, từ khi trẻ đến lúc bạc đầu, luôn luôn giúp đỡ những người bần cùng hoạn nạn, chẳng hề mảy may màng đến danh lợi. Dương Công vừa văn hay chữ tốt, lại giỏi cả kiếm cung. Khi ấy Tô Định làm thái thú nước ta,
hắn là kẻ lòng dạ tham nham hiểm hay đố kỵ với người tài. Hắn thường xuyên chiêu mộ người tài ban cho quyền cao chức trọng để làm đầy tớ tay sai, rồi mượn thời cơ để mưu toan hãm hại. Hắn nghe tin nên đã có nhiều lần ban lệnh cho Dương Công đến làm huyện trưởng Nam Xương. Ông không thể chối từ, đành cùng vợ đến huyện Nam Xương sinh sống. Tuy rằng làm quan, nhưng hai ông bà vẫn thường dùng tất cả bổng lộc của mình để giúp đỡ những kẻ bần cùng khó khăn trong huyện. Một đêm nọ, hai vợ chồng ông bà nằm ngủ đã có một giấc mơ màng thì thấy một luồng sáng màu đỏ tràn ngập căn phòng, có một con rồng vàng từ đâu trườn tới rồi hóa thành một đôi chim khổng tước. Hà thị với tay bắt được một con thì bỗng giật mình tỉnh giấc, cho rằng giấc mộng đó là điềm lành. Hà thị bỗng nhiên tâm động mang thai đủ 11 tháng. Tới giờ ngọ ngày mùng 10 tháng giêng năm Canh Dần thì sinh hạ được một người con trai. Cậu bé dung mạo khôn ngô tuấn tú. Lúc hạ sinh thì các nhà tràn ngập mùi hương thơm. Được 100 ngày thì đặt tên là Trực. Lúc lớn lên thì gọi là Học. Dương Công thường hay kết bạn với ông Đào Bảo là người khu Xanh Trang Ngô Khê cùng huyện. Ông Đào là người mưu trí tài mỹ, nguyên quán tại vùng Chợ Hồng Hải Dương. Đào Công cũng phải về khu này lánh nạn giặc Tô. Vợ ông Đào là Trương Thị Hằng. Ngày trước bà Trương tới tắm ở bến ngòi, thấy có con rùa vàng bơi nhập vào người. Về đến nhà tối bà nằm mộng thấy có một đám mây đỏ bay xuống sân nhà. Bà liền theo đám mây bay lên trời thì thấy có hai vị tiên nữ nói với bà rằng chúng thần là người cung Quảng Hàm, tên là nàng Nga và nàng Hồng, nguyện theo về nhà cùng với bà. Bà Trương liền tỉnh giấc kể chuyện với Đào Công. Đào Công cho rằng đó là điềm lành. Lại còn chuyện trước đây gặp rùa vàng, nhất định bà sẽ sinh được hai người con gái. Trương Thị quả nhiên tức thì mang thai. Đến mùa đông ngày 21 tháng 11 năm Canh Dần thì sinh hạ được một bọc hai gái. Nhớ đến giấc mơ xưa, ông bà đặt tên cho con là Nga Nương và Hồng Nương. Tuy rằng phần nữ nhưng hai nàng lại có ý chí. Nam Nhi cùng với con trai nhà họ Dương bằng tuổi. Trước đây Đào Công và Dương Công đã từng có hẹn ước để hai nhà kết duyên. Nay nhà họ Dương sinh được con trai, nhà họ Đào lại sinh được con gái. Dương Công mới làm một bữa tiệc cho mời vợ chồng Đào Công đến nhà nói chuyện. Hai nhà chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ kết thân. Tô Định nghe nói Đào Công ở khu Xanh sinh được hai người con gái có vẻ đẹp chim xa cá lặn, ngoan nhường nguyệt thẹn, liền cho sứ thần đến hỏi cưới. Đào Công mới thưa chuyện rằng có hôn ước với nhà họ Dương. Tô Định tức giận liền cho quân lính đến bắt và chém đầu vợ chồng Dương Công. Bao nhiêu gia tài của cải hắn đều vơ vét hết. Lại định cho quân đến bắt tiếp nhà họ Đào. Bỗng từ đâu có người chạy đến báo ngay tin dữ cho Đào Công. Vợ chồng Đào Công cùng với Học Lang và hai con gái ôm nhau khóc thương, rồi gom ít tiền của bỏ về trốn về quê nhà Chợ Hồng. Bọn Tô Định truy đuổi theo, cả nhà lại phải trốn về núi Yên Tử ẩn thân nuôi dưỡng con trẻ thành tài chờ ngày báo thù. Một ngày kia Đào Công mắc bệnh nặng, biết mình khó lòng qua khỏi mới cho gọi Học Công và hai con gái đến. Đào Công nắm tay Học Lang và nói rằng ta và cha con là chốn tình nghĩa thân cận, vợ chồng các con chớ có được quên cái thù này với Tô Định mà nhất định phải báo. Nói dứt lời, Đào Công chút hơi thở cuối cùng. Một thời gian sau, Trương Thị cũng mất theo. Học Công cùng hai nàng khóc thương vô cùng. Chọn ngày tốt an táng, lúc làm lễ Học Công mới chỉ trời than rằng công lao sinh thành dưỡng dục chưa ngày nào báo đáp. Nay giặc Tô Định hại chết mẹ, thề rằng thù này không báo chết không nhắm mắt. Vợ chồng ba người tích binh vài năm đã được 60 người, trở về lại khu làng Xanh thiết lập đồn doanh, làm thư kể tội hẹn ngày khiêu chiến với Tô Định. Vợ chồng Học Công cùng binh sĩ và nhân dân khu Xanh chia làm ba nhánh tiến đánh giặc Tô, chém được vô số đầu giặc. Tô Định thấy sức không lành không mạnh, dẫn binh về phòng thủ. Vợ chồng Học Công nghênh chiến nhưng Tô Định không dám ra ngoài. Lúc đó vợ chồng
chàng chiếm lại được vô số đất ở đạo Sơn Nam, chị em Trưng Thị dãy binh ở cửa sông Hét Môn, nghe tin mới cho Trưng Nhị mang hịch chiêu dụ ba vợ chồng đến đàm đạo. Vợ chồng chàng có ý do dự, bỗng đến một hôm là nằm mơ thấy Dương Công và Đào Công hiện về cho một bài thơ khuyên nhủ, khuyên vợ chồng con phụ Trưng Quân mới giữ gìn được trăm vạn xuân, chớ còn đắn đo do dự, ý khuyên vợ chồng con phụ Trưng Quân. Đấy là cái báo mộng của bố của Trưng Công với Nguyệt Nương ấy. Học Công tỉnh giấc mới kể cùng với vợ nàng, cũng nói rằng cũng mơ như thế, khuyên chàng hãy nghe theo lời để bảo toàn công danh. Ba vợ chồng cùng nhau tiếp chỉ sứ giả cho mời gia đình ba người về Hát Môn để gặp Trưng Thị ở đó. Tại một vài tháng thăm dò, cả ba thấy rằng Trưng Thị đúng thật là bậc khí chất đế vương nên mới hoàn toàn quy phục. Ngày nọ, gia đình ba người trở lại khu xanh chọn ngày lành, tế bái xong thân cha mẹ, xong việc lại cho tuyển binh sĩ cường tráng làm gia thần chân tay, rồi đưa binh tụ hội với Trưng Thị. Trưng Thị nhìn thấy binh sĩ nghiêm chỉnh tinh nhuệ lại cùng với gia đình ba người có khí thế anh hùng hiên ngang thì lấy lòng vui mừng lắm. Cả quân đội hơn 6 vạn người cùng nhập tụ hội tại Hát Môn để cáo trời lập đàn cầu đảo. Trưng Thị khấn rằng thiếp phận gái thương xót các loại sinh linh, nay phương Bắc có kẻ danh sinh Tô Định, loài giặc chó dê thường hay hại dân lành, thiếp vốn dòng dõi hùng vương, nguyện trời đất chứng minh bách thần ủng hộ để tiếp dựng lên nghiệp lớn. Tế cáo xong, các đạo quân cùng nhau tiến đánh Tô Định. Quân Tô Định đại bại, Tô Định chạy trốn về Bắc Quốc. Trưng Thị lấy được 65 thành trì, thống lĩnh Nam Bang. Trưng Thị lên ngôi lấy hiệu là Trưng Vương, phong cho em gái Trưng Thị làm Bình Khôi công chúa, lại phong công chúa cho các hàng tướng sĩ, phong Học Công làm đại nguyên soái. Học Công mới được thưa rằng nhà vua là nữ thì đã có hai phu nhân thần giúp thần, thần xin phép được giao du thiên hạ, về lại khu làng xanh dưỡng nhàn. Trưng Vương đồng ý phong Học Công làm đại học sĩ, đại vương phong hai vị phu nhân làm công chúa, học công chúa mái tạ, rồi trở lại khu làng xanh cùng nhân dân gây dựng, lúc là lại cùng kẻ văn nhân trí sĩ dạo cảnh chơi. Những người đại lễ mới vào triều để chầu. Một ngày nọ, Nga Nương và Hồng Nương cùng Trưng Vương đi vi hành tới khu xanh. Học Công ra đón làm lễ bái yết. Trưng Vương lưu quân lại rồi khao mở tiệc mừng. Lúc ấy bỗng nhiên thấy từ trên trời có một chiếc quạt ngà voi rơi xuống trước sân. Trưng Vương ra lệnh cho mang tới xem thì thấy trong quạt có một bài thơ 8 câu rằng: Nàng Nga, hỡi nàng Nga, cho gửi một lời mà nàng quyền giữ cửa ngoài. Ta thì ư hàng Nga, việc mình phải giữ, việc ta đã có ta bảo em Hồng Vân với. Ngày mai gần chẳng xa, Trương Vương lấy làm lạ, sự lạ. Tự nhiên bỗng trời đang ban ngày thì trời đất tối đen, một đám mây hồng từ đâu kéo tới. Một lúc sau trời yên, biển lặng gió thổi mây tan thì không thấy Học Công, Nga Nương, Hồng Nương đâu nữa. Ở sân chỉ lại còn khăn áo mũ đai. Lúc đó là ngày mùng 6 tháng 12, tức là ngày đó là ba vị hóa thánh về trời, cũng như là đám rỗ đấy. Trưng Vương thương tiếc lại ý thơ trong chiếc quạt mà phong tặng cho làm Nga Nương là quạt ngà cửa ngoài công chúa, Hồng Nương là Hồng Vân công chúa, còn Học Công thì phong làm danh hiệu như lúc sinh tiền là đại học chí sĩ đại vương, cho viết thần hiệu lập miếu tại cung sở để thờ phụng chuẩn, cho dân khu làng xanh làm con dân phụng sự hương hoa quả cả đời. Lại nói Trương Vương tại vị được 30 năm thì hán Quang Vũ cho Mã Viện và Lưu Long làm đại tướng quân lĩnh 30 vạn binh đến đánh Trương Vương. Đến thành Lạng Sơn chống chọi giặc được một thời gian thì thế giặc mạnh phải rút về Cẩm Khê. Mã Viện chỉ huy quân bao vây Trương Vương không chống lại được nên quân nhân đều nhảy xuống sông Từ Vẫn, Than Ôi, cơ đồ như một giấc mơ xuân. Núi sông ta lại thuộc về Hán, tới khi Sĩ Nhiếp làm thái thú nước ta
thấy Trương Vương cùng các công thần nam nữ tướng lĩnh là bậc gương sáng anh hùng mới cho dân lập miếu thờ Hát Môn, trong đó phong tặng mỹ nữ cho học công chúa Uy Linh hộ quốc, phong cho Nga Nương là Trinh Thục đoan trang, phong cho Hồng Nương là Từ Hòa trinh tiết, tu sửa lại miếu thờ ở khu xanh. Và các đời sau Đinh Lý Trần Lê đều có nhiều linh ứng giúp nước cứu dân nên được phong nhiều mỹ tự mãi. Các từ quý phải cấm trực học Nga Hồng, cấm mặc áo màu vàng tím để làm lễ ngày tiệc sinh thần của đại vương là mùng 10 tháng Giêng. Lễ tế là châu bò xôi rượu hát là 3 ngày. Ngày tiệc sinh thần của hai công chúa tức là sinh nhật đấy ạ, tức là 21 tháng 11 lễ dùng trên chay dưới tế châu bò xôi rượu đánh cờ, tức là các cái trò dân gian đấy ạ, là 5 ngày. Còn ngày giỗ ba vị tức là ngày 6 tháng 12 âm lịch ấy. Còn hôm nay là tức là ngày 10 tháng 7 tức là ngày lễ, tức là hội mừng công chiến thắng trở về cũng như là chúng ta đánh thắng giặc Mỹ để coi như là mừng 30 tháng 4. Đấy là cái tiểu sử của ba vị Đức Thánh. Tôi xin hôm qua để coi như là các quý khách coi như là nghiên cứu và truyền đạt lại cho thế hệ con cháu về sau để có cái tinh thần để văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc như vậy. Ôi, coi như là cái tiểu sử của ba ngày đến đây là coi như là đã kết thúc rồi. Tôi xin trân trọng kính chúc các vị khỏe mạnh. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn ông, chúc ông và gia đình sức khỏe, vạn sự tốt lành. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Tiếp theo chương trình là phần văn nghệ. Trong chương trình văn nghệ hôm nay thì có xen kẽ các tiết mục của các câu lạc bộ. Phần mở đầu văn nghệ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Ngọc Mây với bài Trái Tim Người Chiến Sĩ. Và câu lạc bộ thôn 1 Ngô Khê chuẩn bị. Khổ coi thường vì nhân dân chiến đấu, là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, lời bao đinh ninh vì nương quyền việc giành chiến thắng vinh quang. Nếu bao truyền thống người chân đi xưa ngày cháu bằng hồ đang cho anh một trái tim, một trái tim vì điều tha thiết đất nước quê hương, một trái tim biết cầm quân xâm lược một trái tim rực lửa anh hùng. Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu, một chiếc ba lô một khẩu súng trường một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu, một túi lương khô một tấm vải dù một đôi dép cao su. Anh có một trái tim, một trái tim vì điều tha thiết đất nước quê hương, một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực lửa anh hùng. Chiến đấu là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, lời bao đinh ninh vì nương quyền mình giành chiến thắng vinh quang. Nếu bao truyền thống người chân đi xưa này
Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn câu lạc bộ Ngọc Mây. Tiếp theo chương trình văn nghệ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ thôn 1 Ngô Khê lên trình bày với bài Con Theo Cha Di Đà. Câu lạc bộ thôn 3 Ngô Khê chuẩn bị. Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Con theo cha Di Đà bờ kia giải thoát cõi quan thường tình.
tin Đỗ Thắng. Hành bậc trên giác ngôi cao, cứu muôn sinh lì Đỗ Thắng. Nguyện vào xanh cứ thương đau chúng sanh, vô biên Đỗ Thắng. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn câu lạc bộ thôn 1 Ngô Khê. Tiếp theo chương trình văn nghệ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ thôn 3 Ngô Khê lên trình bày chương trình văn nghệ với bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Câu lạc bộ Đòi Tam chuẩn bị. Cho phép Hồng Thắm thay mặt cho chị em trong câu lạc bộ dân vũ thôn 3 Ngô Khê xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi giao lưu văn nghệ trong sáng nay thành công tốt đẹp. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, Cô Đôi Thượng Ngàn là một vị tiên nữ rất xinh đẹp trong truyền thuyết tiên nữ của người Việt Nam chúng ta. Để nhắc đến tên của Cô Đôi Thượng Ngàn, và ngay sau đây chị em trong câu lạc bộ dân vũ thôn 3 Ngô Khê xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu cùng bà con nhân dân một điệu múa được mang tên Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức đón xem ạ. Hoa thơm cảnh lại
mưa đi áo cá chưa được mặn sang mặn lứa mặn xe các bạn tin tôi đi đến xa về trân trọng cảm ơn câu lạc bộ thôn ba Ngô Khê. Tiếp theo chương trình văn nghệ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ đội Tam lên tham gia với bài Người Con Gái Sông La. Đội chèo đò Đình Văn Nghệ chuẩn bị. Người con gái quê ta, đôi mắt trắng tựa ngọc.
Các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân vừa được thưởng thức tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ Đoài Tam với bài Người Con Gái Sông La. Đề nghị tất cả chúng ta một lần nữa nổ một tràng pháo tay thật to để chúc mừng. Tiếp theo chương trình văn nghệ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đội chèo đò của đình văn nghệ lên trình bày với bài Đền Ông Có Bến Chở Đò, và chuẩn bị tiếp mục tiếp theo của bà Trần Thị Thà, thôn 1 Ngô Khê với bài Chèo Văn. Đình bến chở đò, chở thì làm phúc, chở cho đỗ mình. Mẹ ạ.
xanh bất thành lắm mà thay. Khoan hơi cô quan à, khoan lại à, hồ khoan thuyền con à, chờ khách đêm ngày gió bất mưa dầm gió lại nào à, sao khoan hơi cô quan à, khoan lại à, hồ khoan thuyền con à, chờ khách đêm ngày chuông tô tượng đâu đâu con cũng tìm khoan hơi gió khoan khoan lại hoa khoan thuyền con trà đến bên rồi con bay các mẹ lên chùa lễ Phật xem bằng tiên hàng khoan hơi mà hội hôm nay dầm bay phượng mùa hương thơm ngạt nề ngạt ngà hỏi khắp nơi nô nức tưng bừng mà vui vẻ lễ hội đèn ông đèn bà cháu bà ngồi trước ngai vàng cháu bà ngồi trước ngai vàng cô bơ ngồi trước thuyền dòng cô bé ngồi trước thuyền dòng cô đôi đón khách gần xa đang về cô Nga là đệ tử ở đây cô Nga là đệ tử ở đây nhân dịp ngày hội cô đón khách gần xa con chắp đôi tay con vái lạy chầu con chắp đôi tay con vái lạy chầu lộc chầu là lộc ấm no lộc chầu là lộc ấm no con nào học mới được thì chầu cho vô bàn lộc chầu là lộc ấm no mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn câu lạc bộ đội chèo đò của Đình Văn Nghệ. Tiếp theo chương trình Văn Nghệ xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Ngọc Mây trình bày với bài Tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng trường sa
hoa xa rồi vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên sáng hình đất nước. Một tấc biển cắt rời và tấc đất đớn đau. Mặt sóng biển đông, tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam. Biết bao chiều người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên với bài Tổ quốc gọi tên mình. Tiếp theo chương trình văn nghệ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Ngọc Mây tiếp theo với bài Cô bé Thượng Ngàn. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình văn nghệ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ thôn 1 Ngô Khê lên trình bày với bài Lời Ca Dâng Bác. Câu lạc bộ thôn 3 Ngô Khê chuẩn bị. Oh,
Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn câu lạc bộ thôn 1 Ngô Khê. Để tiếp theo chương trình văn nghệ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ thôn 3 Ngô Khê lên trình bày với bài Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn câu lạc bộ dân vũ thôn 3 Ngô Khê. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Hai từ lễ hội nói đến, chúng ta đã thấy vui mừng, rạo rực. Ngoài ra, từ lễ hội chúng ta còn được gặp trong những tác phẩm văn học. Lễ hội
là ngày nhân dân trong thôn cùng giao lưu văn hóa để giáo dục con cháu tỏ lòng biết ơn những bậc tiền nhân đã có công với đất nước, với dân tộc, kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Hôm nay và mai sau, hàng năm lễ hội nơi đền đình lại được nhân dân trong thôn xây dựng lại những điều tốt đẹp nhất. Những người con quê hương luôn nhớ về đền làng, ngày việc làng với tấm lòng trân trọng nhất. Ngôi đền trang nghiêm nép mình dưới bóng đa dâm mát. Ngôi đền cái tuổi mộng mơ vẫn trong tiềm thức đến giờ chưa quên. Bến sông kè đá dài dài, cây đa bến nước nhớ hoài đâu quên. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, sau một thời gian làm việc nghiêm túc, lễ hội truyền thống mừng thắng trận của Đức Thánh Ông và nhị vị Đức Thánh Bà hôm nay đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân trong xóm ngoài làng, liên thôn liên xã lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc lễ hội truyền thống mừng thắng trận của Đức Thánh Ông và nhị vị Đức Thánh Bà. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.